Chơi đồng hồ cũ chính hãng xin kính chào chị em. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với nhau chiếc đồng hồ cơ tự động của nữ được hãng Technot Thụy Sĩ sản xuất khoảng năm 1970 đến năm 1975. Đây là chiếc đồng hồ Technot có dòng là Sky Lady. Chiếc đồng hồ có mặt là trắng bạc, ám khói. Đấy. Tương tự như những mẫu đồng hồ Technot khác những năm 70 thì đồng hồ này cũng vậy. Chỉ có vạch, hầu như là không có số. Đấy. Lịch góc 3 giờ. Chiếc đồng hồ này chạy máy cơ tự động 25 chân kính. 25 chân kính ở thời điểm đầu năm 70 là một cái gì đó rất chi là khác biệt. Đấy. Và đưa vào cái máy mỏng và nhỏ như thế này của Thụy Sĩ đầu những năm 70 và với 25 chân kính, đó là cái gì đó rất tuyệt vời. Chiếc đồng hồ còn nguyên bản từ dây, núm đến máy. Đấy, các bạn có nhìn thấy kim của em nó chạy không? Đấy, nó đây. Nó đây này. Đấy. Cái đồng hồ này nếu mà dùng từ chính xác người ta gọi là self-winding, tức là vừa lên có tay vừa lên cơ tự động thì người ta gọi đó là self-winding. Đây nó đây. Đấy, có tay thì chúng ta chắc là mọi người đều biết cách chạy rồi. Đây ta bật lên này, lên này nhẹ này, nó không ta đeo vào là được thôi. Có chữ của 24 giờ mình cũng chưa ở đây. Cái này vẫn còn tem đáy nhé. Hình thức thì có vài vết va chạm sức nhẹ bên này thôi, nhưng bản chất là còn tem đáy mọi người ạ. Mình nghĩ là đây là một chiếc quá là hoàn hảo. Còn nguyên dây bên này mình chưa vệ sinh gì cả. Cái này mà vệ sinh đánh bóng thì chắc là ôi trời ơi, đẹp đi. Miên man, mỹ mãn. Đây, này đây. Đẹp lắm đấy. Chiếc này là chiếc đẹp lắm đấy. Sai lệch có 30 giây trên ngày thôi, dưới 30 giây trên ngày thì đúng hơn. Mình chỉ đo một cái tương đối, mình không có máy tần số. Đấy, cũng chưa chỉnh sửa gì. Mình móc vào định mở ra nhưng thấy nó sượt sượt một tí, nó sợ rồi, không dám mở nữa. Sao ở tay cái này ông non, mở ra thì hỏng hết máy của người ta. Nó trượt trượt nên hỏng hết nên thôi, ông không dám mở nữa thôi. Đấy, cái này là cho chị em mà dân sưu tầm, dân chơi, cái này đeo thì miên man và mút mát. Đi từ đầu cực Bắc của Tổ quốc đến cực Nam của Tổ quốc chắc chỉ gặp 10-15 người có cái sở thích giống mình và lại ngon nữa.